Vâng, chúng tôi đang đi dọc theo ven Hồ Tây để thăm một số địa điểm tâm linh ở tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đến với cuốn video này, tôi giới thiệu với các bạn hai cây tùng La Hán Nhật Bản tại chùa Vạn Niên, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Vị trí của hai cây tùng là đặt ngay trước cổng ra vào của chùa Vạn Niên. Bóng dáng hai cây tùng đối xứng nhau như hai giọt nước rất đẹp. Chúng ta cùng cận cảnh tham quan cặp tùng La Hán đẹp như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc của những cây tùng La Hán Nhật Bản được đưa về đây là từ đâu. Và chúng tôi được biết cặp tùng La Hán này đã được đưa về chùa Vạn Niên với khoảng thời gian là 5 năm. Chúng ta quan sát cái bóng dáng của cặp tùng và cái mức độ phát triển xanh tốt như thế này, phải nói là rất là tuyệt vời. Đây là những cây tùng, là cặp tùng nằm trong số những cây tùng được hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản đưa về những cái cơ sở tâm linh. Ví dụ như sau khi chia sẻ cái cặp tùng này, chúng tôi sẽ đến với những cây tùng tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội, và một ngôi chùa ở dưới Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Rất là độc đáo khi hai cái tay hoành của hai cây tùng đưa về phía trong cổng như là đón chào quý khách thập phương đến với chùa Vạn Niên. Và chúng ta sang cây còn lại phía bên này. Là những cây tùng đối xứng về bóng dáng, chúng ta được thưởng thức chung một cái nét đẹp, đó là những cây tay hoành như tôi đã soi ở cây phía bên kia, đưa ra rất xa hướng về phía tâm của cổng chùa để kính chào những khách thập phương cũng như là các Phật tử về đây làm lễ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết xuất xứ của hai cây tùng đến từ hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản. Và hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản tại Việt Nam có rất nhiều cơ sở và chi nhánh. Ở Hà Nội có 3 chi nhánh. Chi nhánh 1 là số 2A Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Chi nhánh 2 đường Trường Sa, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. Và chi nhánh 3 tại Kiên Thành, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Ở miền Trung có một vườn lớn ở lô A5 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
và ở miền Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, một vườn tùng lớn ở số 69A Mai Chí Thọ, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái địa điểm, những cái vườn tùng lớn để cung cấp cho những người yêu thích tùng La Hán Nhật Bản, những cơ sở tâm linh, những cơ sở công cộng, những tòa biệt thự, những ngôi tòa lâu đài với bóng dáng của những cây tùng La Hán Nhật Bản sẽ tôn vinh lên cái cảnh quan của chúng ta đẹp hơn rất nhiều. Với vài phút video ngắn ngủi này, Đỗ Sinh đã giới thiệu với các bạn chúng ta được thưởng ngoại cặp tùng La Hán Nhật Bản tại chùa Vạn Niên, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Những bóng dáng tùng La Hán Nhật Bản được đưa về Việt Nam qua hệ thống vườn tùng La Hán Nhật Bản mà những cái địa danh, địa chỉ chúng tôi vừa mới giới thiệu với các bạn. Đây là những bóng cây tùng sau 5 năm trời được đưa về chùa Vạn Niên, rất là phát triển tốt và xanh tươi đẹp như thế này. Xin chào các bạn và chúng ta hẹn gặp lại ở những chương trình sau.